và các em ơi, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của bé Destin rồi. Và chị Nhung muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ cho bé Destin. Nên là hôm nay chị Nhung sẽ chuẩn bị cho bé Destin gì đây? Đây là nguyên một cái hồ bơi khổng lồ. Và chị Nhung sẽ bơm lên và cho vào đó những cái bong bóng. Chị Nhung cũng đã mua sẵn hết rồi. Đây, rất là nhiều luôn. Đây là những quả bong bóng nước chị Nhung sẽ cho vào trong cái hồ bơi. Và còn có thêm một cái phao, mà cái phao này hồi đó chị Anh Thư đã mua cho bé Destin lâu rồi nhưng mà chưa có chơi được. Nên là hôm nay nhân cái dịp này chị Nhung sẽ bơm hơi lên để cho bé Destin chơi luôn. Và đây là món quà mà chị Nhung dành tặng cho bé Destin và bé Destin rất là thích luôn các em ơi. Một lát nữa chị Nhung nghĩ bé Destin thấy món quà này sẽ la lên: wow, rất là đẹp luôn, mẹ ơi con yêu mẹ quá. Rồi thêm một cái nữa là chị Nhung sẽ chuẩn bị cho bé Destin một cái bánh sinh nhật. Rất là nhiều luôn. Nói chung là chị Nhung cũng muốn ghi lại những cái hình ảnh đẹp và kỷ niệm ngày sinh nhật của bé Destin. Nên bây giờ chúng ta cùng thực hiện thôi. Wow, rất là nhiều mẫu bánh dễ thương luôn nè các em ơi. Không biết là chị Nhung sẽ chọn mẫu nào cho bé Destin đây. Và chị Nhung thấy có một cái bánh hình những chú cá heo nè, dễ thương quá. Hay là mình lấy cái này nha. Ok, và cuối cùng thì cũng đã ghi tên lên hết rồi các em ơi. Mừng sinh nhật bé Minh Kho 24/3. Rất là dễ thương luôn. Và bây giờ chị Nhung sẽ mua một cái nón cho bé Destin. Mình lấy nón nào đây ta? Nón này đi. Nón này có những quả bong bóng này. Chị Nhung chỉ khoe với các em thôi nha. Một lát bé Tin và chị Nhung phải giấu cái này đi để tạo sự bất ngờ cho bé Tin. Và bây giờ nhiệm vụ rất là quan trọng là chị Nhung phải làm cái bể bơi thôi. Đây là một cái bể bơi mà chị Nhung mới vừa tậu về luôn. Đây. Trời ơi, người ta có cho mình keo để nhiều khi có lủng thì mình dán này. Một màu xanh, một màu xanh lá cây. Để chị Nhung coi là cái chỗ bơm là chỗ nào. Rồi chị Nhung phát hiện ba cái lỗ bơm nó nằm ở đây nè. Bây giờ mình sẽ bơm lên nha. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Đây chị Nhung đã chuẩn bị. Bây giờ chị Nhung sẽ bơm hơi vào. Ôi trời ơi, chậm tay quá. Được một bên rồi. Mà đến lỗ thứ hai nha. Wow, căng quá rồi, căng quá rồi. Em coi chị Nhung mới bơm có hai lỗ thôi mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó đổ hết rồi. Như là còn một cái lỗ cuối cùng nữa, tới 4 lỗ lận. Đây là cái lỗ đáy này các em. Và bây giờ anh Phong sẽ bơm cái phao mà có đồ lái luôn này các em. Đây là cái món quà mà chị Anh Thư tặng cho bé Destin á, nên là nhân dịp này chị Nhung lấy ra và bơm lên luôn. Cũng bơm ra được cái phao bơi rồi. Bây giờ chị Nhung phải cho nước vào các em ơi, nếu không là không có kịp. Bây giờ mình sẽ cho nước vào nha. Chị Nhung không hiểu sao mà chị Nhung mua cái hồ bơi màu xanh nước biển mà nó ngờ không ngờ nó ra cái màu xanh lá cây nữa. Coi,
mình sẽ đợi chắc khoảng nửa tiếng đồng hồ là đã có hồ bơi cho bé Tin rồi. Bây giờ chị Nhung sẽ bơm những cái bong bóng nước này lên. Bong bóng nước đã đầy nước thì tự động rớt xuống nha các em. Này các em biết không, chị Nhung còn phải chuẩn bị thêm một miếng mút xốp nữa, tạo một cái bất ngờ khi mà cho cái bánh kem lên trên mặt hồ nè. Nhung sẽ đốt lên. Bé Tin năm nay được 4 tuổi rồi. Và mình sẽ thả cái bánh kem này lên trên cái hồ bơi của mình nha. Oh, các em ơi, các em thấy nó đẹp không nè? Bật mí cho mẹ nghe con cầu nguyện gì được không? Hả? Con cầu nguyện gì? Vậy hả? À? Con cầu nguyện có món quà gì không? Món quà gì? Cẩu là gì nữa? Không biết. Không biết hả? À? Dạ thôi con thổi nến đi. Một. Rồi đến đây. 1, 2, 3. Tàu đến rồi. Rồi. Thổi nến đi. Chà, bé Tin vui không? Vui. Nay sinh nhật thứ mấy của con? 3. 4. 4. Con ước món đồ gì? Cậu hả? Rồi. Tên. Wow, cái gì đây? Cái này là gì? Sẽ có quà. Yeah, con thích hơn. Yeah, con cảm ơn mẹ đi. Dạ. Là sinh nhật của con, mẹ chúc cho con mau lớn nè, phải biết nghe lời ba mẹ nha. Và học thật là giỏi nữa. Không yêu cái. Rồi, Bé Tin ơi, con cắt bánh kem đi. Cắt từng cái đi. Rồi. Rồi, con cắt đi. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, bây giờ con có muốn xuống hồ bơi tắm không? Muốn. Dạ, bây giờ mình sẽ thay đồ và xuống hồ bơi quẩy thôi. Trời ơi, cái phao này mua hồi lâu rồi, bây giờ nó xin
đầy những cái bong bóng nước này cho Destin chơi. Wow, Destin ơi. Trong này chị Dung nghĩ là khoảng 500 cái quả bóng đó nha các em. Hôm nay là bé Destin được trúng mánh hồ bơi tại nhà luôn. Có hồ bơi tại nhà luôn. Yeah, đẩy ra. Bơi. Bơi được không? Được chứ, đi bơi đi. Thích quá. Công nhận là khi những cái bơm bong bóng mà nó bơm đầy nước vào các em, nhìn rất là thích luôn á. Chị Nhung sẽ vào và chơi với bé Destin luôn. Rồi, không có gì hết. Chúc con sinh nhật vui vẻ nha.